Hello anh em, hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em đây là Audio Technica ATH-M60X. Đây là một cái con tai nghe on-ear nhỏ gọn của Audio Technica mà họ mới vừa ra mắt đây. Mình sẽ mở hộp để mình cho anh em tham khảo. Thì trong box của Audio Technica M60X đó, nó có cái tai nghe nè ha. 3 cọng dây, một cọng dây này là cọng dây xoắn 3m. Cọng dây này là cọng dây thẳng dài 3m và một cọng dây 1m2. Ba cái cọng dây này nó đều tài giắc 3.5 cả. Riêng cái cọng này thì cái cọng xoắn thì nó có gắn sẵn cái adapter 6.3 ly để cho mọi người có thể gắn vào mấy cái amplifier hoặc là DAC của mình. Cái thiết kế nó rất là gọn nhẹ. Khi mà mình cầm nó trên tay thì mình có cảm giác là nó không có được chắc chắn cho lắm, nhưng mà nhìn kỹ thì thật ra là nó cũng được. Cái phần ear cup nó được treo trên một cái giá, thì cái giá này nó là một cái giá bằng kim loại, có thể kéo ra kéo vô được, tăng đưa được. Còn ở trong này, cái headband này thì nó bọc kính quá, mình không biết ở trong này bằng, ở ngoài thì là bọc nhựa nhưng mà ở trong thì mình không biết là nó có bằng kim loại hay không. Cái con này thì cái kích thước của nó thì nó khá là nhỏ, cho nên đeo thì nó khá là nhẹ, thì nó phù hợp cho cái nhu cầu home use, với lại nhất là cái nhu cầu mà anh em có thể đi ra ngoài di chuyển rồi mang tới quán cà phê hoặc là làm việc văn phòng đồ này kia đều có thể sử dụng con này hết. Khi mình đeo lên thì nó rất là nhỏ gọn và nó ôm được cái phần trên và cái phần dưới tay của mình luôn nè mọi người. Đeo cái lực kẹp của nó không có quá chặt, nó rất là thoải mái và nó rất là êm. Cái con này á mọi người, thì con ATH-M60X này nè, nó có một cái hay đó là mặc dù là nếu mà so với lại M50X á, cái dải bass, nhất là cái dải mà low bass của nó, cái dải sub bass của nó không bằng, nó không có độ dày và nó không có punchy bằng cái con M50X, nhưng mà ATH-M60X nó được một cái là nó vẫn rất là crispy ở dải cao, có nghĩa là nó rất là clear, nó rất là rõ và nó rất là sáng trong ở dải cao, nhưng mà nó không có bị chói gắt. Mình đang nghe những cái album, mình có nghe những cái album của Alok, Inger Marina á, thì những cái giọng ca sĩ nó cao lắm và nó dùng loudness war rất là nhiều, nhưng mà cái con này nó vẫn không có bị chói hoặc là bị harsh khi mà ở âm lượng cao. Thì với một cái nữa rất là hay cho con này, nếu như mà bạn nào mà thích nhạc và sôi động á, nhất là cái nhạc mà nó có tiết tấu, nó melodic một chút xíu á, thì cái con này nó rất là tốt, tại vì nó đánh cái phần upper bass của nó quýnh chắc khỏe và nó tròn lẳng à, nó co cụm rất là tốt. Và cái không gian của con này cũng là một cái con rồi mà có cái không gian, cái âm trường nó khá là rộng rãi và thoải mái để cho mọi người có thể nghe đa số thể loại nhạc được. Mình rất là recommend con này. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi.